Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Nhân Lạnh các bác nhá. Đấy, lại Hà lại về tiếp rồi. Đây, áp suất này các bác này. Áp suất này. Đẹp không? Cái đùi này chưa có bao giờ thú nhỉ. Này, giá rất êm cho các bác luôn nhá, rất nhiều luôn nhá các bác nhá. Đây, rất nhiều luôn nhá. Đấy, có con nồi gì đấy mà không? Con nồi này gì mà kinh khủng này. Ui, cái nồi này mình chưa có bao giờ thật. Con nồi này VIP chưa? Con này VIP chưa đây các bác này. Cái nồi này mình chưa có bao giờ. Ui, con nồi đỉnh nhé. Một tội rách một phát. Đây của quán nữa này. Đây con nữa đỉnh chưa này. Có con nồi đỉnh chưa này này đôi. Ui ui con nồi đỉnh chưa. Ui. Ai cho mày lấy mà mày lấy về vớ vẩn. Cái gì đây đàn à? Đây là đàn nhá. Đàn đây đây. Đàn guitar. Thôi. Rồi thành viên có cái đàn guitar. Ok luôn. Ok ok ok. À, đôi. Và bóc của anh thùng cả dâu với. Con này mấy lít nhỉ? Con đấy 500 lít. Cả dâu các bác ơi. Đây cả dâu này, mấy trăm cái này. Đấy. Sao á? Biết. Xem tìm. Có thử thùng cả dâu nhá. 20 giờ tối nay không nhá. Này. Xem có gì VIP không? Các bác lại thích gì VIP nào? Đấy, các bác xem video cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký cho em xin một đăng ký kênh nhá. Cả dâu lại đủ hết. Ui, cả dâu đẹp không? Đâu được không? Đây là cái này là cạo dâu này các bác này. Cái gì với ve vơ phẩn này. Ui dồi, Sri Ba nguyên đấy này. Balloon Sri Ba nguyên hộp này. S3 này. Con gì đây? S3. Đấy. Ui dồi, đầy đồ. Đây con này nguyên hộp thế này. Ui dồi, tối lên nhá các bác nhá. Tối lên cho các bác này. Con này con gì đây? Đây này, con này nguyên hộp này. Ui. Ui lắm hàng nguyên hộp lắm. Itachi nằm nữa. Ui, tối nhá các bác nhá. Hẹn các bác tối nhá. Không thiếu cho bác lên luôn. Con này con gì đẹp thế. Ui đẹp thế. Ok. Sơ đi 9 cơ à. Đâu sơ đi 9 đâu. Sơ đi 9 đâu. Giờ nào. Đâu sơ đi 9 nào. Đâu. Ok. Đâu. Ui cái đàn gì hết đẹp thế. Ui cái đàn đẹp thế. Con này mới tinh à. Eo ơi. Con đàn này thì chất chưa? Xem con đàn gì này. 1957 cái gì này? Ui con đàn đẹp chất. Con đàn này mới tinh luôn. Này các bác này. Chất chất nhá. Thôi hẹn các bác ở 20 giờ tối nay nhá. Đấy, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác video tối nay nhá.